Em cũng tầm tuổi Quý này, Quý Đỗ, Quý em biết là Quý học trò Hà Tấn, cũng là sinh năm 86, ít hơn em vài ba tuổi, từng em biết. Tấn chưa dạy, anh chưa dạy, anh ấy chỉ làm trợ giáo. Sư huynh đúng không? Sư huynh, gọi là sư huynh đúng không? Nó dạy nó vừa may vừa dạy. Dạ. Quý nó giờ vừa may nó vừa đi dạy cùng anh Tấn, thầy anh Tấn.